Tiền thuế chuyển nhượng sổ hồng là bao nhiêu? Hay còn gọi là giấy chứng nhận. Sở hữu nhà ở. Phần 1 đó là gì? 2% giá căn, thuế thu nhập cá nhân. Không phải 5% giá căn đó là gì? Lệ phí trước bạ, tức là vào hồ sơ đấy, sổ sách nhà nước đấy. Không phải 15% giá căn đó là gì? Phí thẩm định, thẩm định hồ sơ đấy. Xét duyệt sổ hồng hay giấy chứng nhận 10.000, đó là tiền tờ bìa. Và 2,5 triệu, đó là tiền công chứng. Để tùy theo cơ quan. Tổng tạm tính 2,65% giá căn theo quy định nhà nước. Ví dụ nhé, căn 2 tỷ, tiền chuyển nhượng là 53 triệu. Phạt banh nếu có nhé. Ví dụ, vay 1 tỷ, phạt 15 triệu. Đây là khoản trả sớm của bank. Câu hỏi thắc mắc, comment ý kiến của bạn. Thành, số mắt.